Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trong ngày bất kiếp khó tiền cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng hoàn toàn như là người nhà màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 666. Kinh Đại Vương Quảng Như Lai Tạng Hán Dịch Đời Đông Tấn. Tam Tạng Phật Đà Bạc Đà La Người Nước Thiên Trúc. Tôi nghe như vậy. Một thời tại lầu Chiến Đàng giảng đường Bảo Nguyệt ở núi Kỳ Xà Quật trong thành Vương Xá, sau khi thành Phật 10 năm, Đức Thế Tôn cùng trăm ngàn vị tỳ kheo với 60 hằng hà sa các vị đại Bồ Tát như Bồ Tát Pháp Tuệ, Bồ Tát Sư Tử Tuệ, Bồ Tát Kim Cang Tuệ, Bồ Tát Điều Tuệ, Bồ Tát Diệu Tuệ, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Bảo Nguyệt, Bồ Tát Mãn Nguyệt, Bồ Tát Dũng Mãnh, Bồ Tát Vô Lượng Dũng, Bồ Tát Vô Biên Dũng, Bồ Tát Siêu Tam Giới, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Hương Tượng, Bồ Tát Hương Thượng, Bồ Tát Hương Thượng Thủ, Bồ Tát Thủ Tạng, Bồ Tát Nhật Tạng, Bồ Tát Tràng Tướng, Bồ Tát Đại Tràng Tướng, Bồ Tát Ly Cấu Tràng, Bồ Tát Vô Biên Quang, Bồ Tát Phóng Quang, Bồ Tát Ly Cấu Quang, Bồ Tát Hỷ Phương, Bồ Tát Thường Hoan Hỷ, Bồ Tát Bảo Thủ, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Ly Kiêu Mạng, Bồ Tát Tu Di Sơn, Bồ Tát Quang Đức Vương, Bồ Tát Tổng Trì Tự Tại Vương, Bồ Tát Tổng Trì, Bồ Tát Diệt Chúng Sinh, Bồ Tát Liệu Nhất Thế Chúng Sinh Bệnh, Bồ Tát Hoan Hỷ Niệm, Bồ Tát Yếm Ý, Bồ Tát Thường Yếm, Bồ Tát Phổ Chiếu, Bồ Tát Nguyệt Minh, Bồ Tát Bảo Tuệ, Bồ Tát Chuyển Nữ Thân, Bồ Tát Đại Lưỡi Âm, Bồ Tát Đạo Sư, Bồ Tát Bất Hư Kiến, Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Tự Tại, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Đều là những vị đã thành tựu năng lực đại tinh tấn, đã từng cúng dường trăm ngàn ức na cho tha chư Phật, đều là những vị có khả năng chuyển bánh xe pháp bất thoái. Nó có chúng sinh nào nghe được danh hiệu của các vị này thì với đạo vô thượng sẽ hoàn toàn không còn thoái chuyển. Những vị đại Bồ Tát này từ vô lượng cõi Phật cùng vô số các hàng trời rồng giả soa cả thất bà Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hầu La Già đến hội họp và tôn trọng cúng dường. Bây giờ tại lầu Chiên Đàng, Đức Phật nhập chánh định, thần biến hiện ra hoa sen ngàn cánh lớn như bánh xe. Hoa sen ấy có vô lượng màu sắc hương thơm đầy đủ, nhưng vẫn chưa mở. Bên trong hoa đều có hóa Phật bay lên hư không che khắp thế giới giống như trướng báu. Từ một hoa sen phóng ra vô lượng ánh sáng, trong khoảnh khắc thần lực của Phật biến hóa, tất cả hoa sen đều nở rộ. Trong một hoa sen ấy có Đức Phật ngồi kiết già phóng ra trăm ngàn ánh quang minh. Khi ấy quả Phật này được trang nghiêm thù đặc, tất cả đại chúng vui mừng hớn hở kinh ngạc vì chưa từng có, lấy làm nghi vấn, lấy vì nhân duyên gì mà vô số diệu hoa bỗng nhiên bị héo úa đen, hôi thối rất là khó chịu. Khi đã biết được mối nghi hoặc của đại chúng Bồ Tát, Đức Thế Tôn liền bảo Bồ Tát Kim Cang Tuệ: Này Thị Nam, ở trong Phật Pháp các cõi có điều gì nghi hoặc? Ông cứ việc hỏi. Bồ Tát Kim Cang Tuệ biết đại chúng đều có mối nghi hoặc liền bạch: Bạch Thế Tôn, vì lý do gì mà trong vô số hoa sen đều có hóa Phật bay lên không trung bao trùm khắp thế giới, tất cả hóa Phật đều phóng ra trăm ngàn ánh sáng chói người? Chúng con thấy vậy đều chắp tay cung kính, sao trong chốc lát bỗng trở nên héo úa. Khi nói Bồ Tát Kim Cang Tuệ bèn nói kệ: Con xưa nay từng thấy thân biến như hôm nay, thấy trăm ngàn ức Phật ngồi bên trong hoa sen phóng vô số ánh sáng chỉ khắp tất cả cõi, như đạo sư ly cấu chư thế giới trang nghiêm, hoa sen bỗng héo úa thật không thể chịu được. Nay vì lý do gì mà hiện thần biến này, con thấy hằng hà Phật và vô lượng thần biến nhưng chưa từng thấy vậy, xin Phật hãy phân biệt. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Kim Cang Tuệ và chư Bồ Tát: Này Thiện Nam, có đại phương đẳng kinh tên Như Lai Tạng muốn diễn thuyết thì phải hiện ra những tướng như vậy. Các ông hãy lắng nghe và suy nghĩ thật kỹ. Các vị Bồ Tát liền nói: lành thay, chúng con xin muốn được nghe. Đức Phật nói: Này Thiện Nam, như vô số hoa sen mà Phật hóa hiện, bỗng chốc héo úa. Vô lượng hóa Phật ở trong hoa sen tướng tốt trang nghiêm, kiết già phu tọa, ánh sáng, phóng ánh sáng lớn, mọi người thấy sự hí hữu thể đều cung kính. Như vậy này Thị Nam, ta dùng Phật nhãn quan sát tất cả chúng sinh trong sự tham dục, sân hận, ngu si, các phiền não đều có Như Lai trí, Như Lai nhãn, Như Lai thân, kiết già, phu tọa, trang nghiêm, không lay động. Này Thị Nam, tất cả chúng sinh tuy thân ở trong các nẻo phiền não, nhưng Như Lai tạng thường không bị ô nhiễm, đức tướng đầy đủ như ta không khác. Lại nữa này Thị Nam, vì những người có thiên nhãn nhìn hoa chưa nở, thấy bên trong các hoa có Như Lai thân kiết già phu tọa. Nếu trừ bỏ hoa héo đi,
Như Lai thân sẽ hiện ra. Như vậy này thiện nam, Phật thấy Như Lai tạng của chúng sinh muốn khiến cho mở bày, để vì họ mà nói kinh pháp diệt trừ phiền não hiển hiện Phật tánh. Thiện nam, pháp của chư Phật là như vậy. Nếu Phật xuất thế hoặc không xuất thế, thì Như Lai tạng của tất cả chúng sinh vẫn thường trụ, không thay đổi, chỉ có điều chúng sinh kia cho bị phiền não che lấp nên Như Lai mới xuất thế. Vì họ mà rộng nói pháp trừ diệt trần lao, tịnh nhất thiết trí. Thiện nam, nếu có Bồ Tát nào tin ưa pháp này, chuyên tâm tu học thì sẽ được thoát giải thoát, thành đạt chánh giác, vì thế gian mà làm các Phật sự. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Vì như hoa héo úa, khi nó chưa mở nở bày, người thiên nhãn quán thấy Như Lai thân không nhiễm, trừ bỏ hoa héo rồi, thế đạo sư vô ngại đoạn trừ mọi phiền não, tối thắng vượt thế gian. Và quán các chúng sinh đều có Như Lai tạng bị phiền não che lấp như hoa úa buộc ràng, tại vì các chúng sinh trừ diệt mọi phiền não, nói chánh pháp cho họ, khiến mau thành Phật đạo. Ta dùng Phật nhãn thấy thân của mọi chúng sinh, tạng Phật đang an trụ, thuyết pháp khiến hiển bày. Là nữa này thiện nam, với như mật ong ở cây cao, vô số bầy ong vây quanh bảo vệ. Có một người khôn lanh khéo léo, trước tiên đuổi bầy ong đi rồi mới lấy mật, tùy ăn dùng cho khắp mọi nơi. Như vậy này thiện nam, tất cả chúng sinh có Như Lai tạng khác nào mật ong nguyên chất ở trên cây cao kia, bị mọi phiền não che lấp, giống như bầy ong bảo vệ mật ong. Ta dùng Phật nhãn quan sát một cách như thọ việc này, và dùng phương tiện tùy cơ thuyết pháp diệt trừ phiền não, mở trí kiến Phật, làm các Phật sự cho khắp thế gian. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ: Như mật ở trên cao, vô lượng ong bao quanh, người khôn dùng cách khéo, trước đuổi bầy ong đi. Như Lai tạng chúng sinh như mật ở cây cao, có sự trần lao buộc như bầy ong bảo vệ. Tại vì các chúng sinh phương tiện nói chánh pháp, diệt trừ ong phiền não và bầy tạng Như Lai, đầy đủ vô ngại biện, giờ nói pháp cam lồ, khi khắp thành chánh giác, đại biểu cứu quần sinh. Là đời này thì nay với như hạt thóc chưa bỏ vỏ, kẻ nghèo hèn hôi sẽ cho rằng có thể vứt bỏ, nếu cuộc rửa sạch đi là thứ ngon vô dụng. Như vậy này thì nam, ta dùng Phật nhãn quán các chúng sinh bị lớp vỏ phiền não che kính, Như Lai vô lượng thấy biết nên dùng phương tiện tùy cơ thuyết pháp, khiến diệt trừ phiền não, tịnh nhất thiết trí, thành bậc tối thánh giác trong thế gian. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Như hạt thóc còn nguyên, vỏ trấu chưa bóc sạch, như kẻ nghèo khinh khi cho là đồ đáng bỏ, ngoài tuy như vô dụng nhưng trong quý vô cùng, bóc bỏ vỏ trấu rồi là món ngon của vua. Ta thấy các chúng sinh phiền não che tạng Phật, liền nói pháp diệt trừ khiến đạt nhất thiết trí. Như tánh Như Lai ta, chúng sinh cũng như vậy, khai hóa khiến thanh tịnh, chóng thành đạo vô thượng. Lại nữa này thì nam, ví như châm kim rơi ở nơi bất tịnh, ẩn kính không nhìn thấy, trong qua nhiều năm tháng, chân kim không bị hoại mà vẫn chẳng hay ai biết. Người có thiên nhãn nói với mọi người: ở nơi bất tịnh này có vật báu chân kim, các người nên lấy nó ra tùy ý sử dụng. Như vậy này thì nam, ở nơi bất tịnh chính là vô lượng phiền não, vật báu chân kim chính là Như Lai tạng, người có thiên nhãn chính là Như Lai. Cho nên Như Lai nói pháp màu nhiệm rộng khắp cho các chúng sinh, rồi diệt phiền não đều thành chánh giác, làm các Phật sự. Khi đó Đức Thế Tôn nói kệ: Như vàng nơi bất tịnh ẩn kính chẳng ai thấy, người thiên nhãn thấy được, bảo với mọi người rằng: các người lấy nó ra tay rửa khiến cho sạch, tùy ý mà thọ dùng, tăng biến đều được hưởng thiện thể nhãn. Như vậy quán các loài chúng sinh trong bùng lầy phiền não, Như Lai tánh không hoại, từ cơ mà nói pháp khiến hoàn thành mọi việc, phiền não che Phật tánh, dứt trừ khiến thanh tịnh. Là nữa này thì nam, phía dưới nhà người nghèo nọ có cho báu ẩn chứa, vật báu không thể nói ta đang ở đây, vật báu đã không thể biết là không thể nói, cả không thể phơi bày. Tất cả chúng sinh cũng là như vậy, Như Lai thấy biết lực chẳng sợ hãi, đại pháp bảo tàng ở trong tâm của những chúng sinh ấy, nhưng chúng sinh không nghe không biết, mới mờ theo năm dục trở lăn trong sinh tử, chịu vô lượng khổ vô lượng. Cho nên chư Phật xuất hiện ở đời là vì muốn mở pháp tạng. Như Lai ở trong thân của ý chúng sinh này, Bồ Tát Kim Cang Tuệ, ông phải tính thọ tịnh nhất thiết trí, vì chúng sinh mà khai Như Lai tạng, biện tài vô ngại làm bậc đại thế chủ. Như vậy này thì nam, ta dùng Phật nhãn quan sát chúng sinh có Như Lai tạng, do đó vì các hàng Bồ Tát mà nói pháp này. Khi Đức Thế Tôn nói kệ: ví như nhà người nghèo trong ẩn chứa vật báu, chủ đã không biết thấy, báu lại không thể nói, quanh năm ngu mê muội, không ai chỉ bảo cả,
có báu mà không biết nên thường bị nghèo khổ. Phật nhãn quán chúng sinh tuy lưu chuyển năm đường, Phật báu ở trong thân tồn tại không biến đổi. Quan sát như vậy rồi thì nói cho chúng sinh khiến đại trí bảo tàng giàu có lợi ích lớn. Nếu tin lời ta nói, tất cả có bảo tàng, tin siêng hành phương tiện chống thành đạo vô thượng. Là nơi này thì nam như hạt của quả Am La không bị hư, rơi xuống đất trở thành đại thọ vương. Như vậy này thì nam, ta dùng Phật nhãn quán các chúng sinh. Như Lai bảo tàng ở trong vỏ vô minh giống như mầm cây ở trong hạt quả. Này thì nam, Như Lai tạng ấy mát mẻ không nóng, đại trí tuệ niết bàn tịch diệt gọi là Như Lai ứng cúng đành chứng giác. Này thì nam, Như Lai quan sát chúng sinh như vậy rồi, vì các hàng đại Bồ Tát thuyết tịnh Phật trí mà hiển hiện nghĩa này. Khi Đức Thế Tôn nói kệ, ví như quả Am La, hạt bên trong không hoại, đem hạt gieo xuống đất, ác thành đại thọ vương. Như Lai vô lậu nhãn, quán tất cả chúng sinh, Như Lai tạng trong thân, như trái trong hoa quả, vô minh che Phật tạng, các người cần tên biết, trí tam muội đầy đủ, tất cả không thể hoại. Thế nên ta nói pháp mở tạng Như Lai này, chống thành đạo vô thượng, như quả thành thọ vương. Là nữa này thì nam, với như có người cầm tượng bằng vàng rồng đi đến một nước khác, chứ phải ngang qua đường hiểm, sợ gặp phải cướp nên bèn giấu trong vật hư xấu để không ai biết được. Người ấy trên đường đi đột nhiên qua đời, như vậy tượng vàng ấy lại bị vứt bỏ nơi hoang vắng, người qua lại giẫm đạp khiến cho bẩn đi. Người đạt được thiên nhãn thấy bên trong vật bẩn kia có tượng vàng rồng, liền lấy ra và hết lòng trân trọng. Như vậy này thì nam, ta thấy chúng sinh bị phiền não trói buộc, lưu chuyển triền miên, sinh tử vô lượng. Như Lai diệu tạng ở ngay trong thân ấy, hiển nhiên thanh tịnh như ta không khác. Do đó, Phật vì chúng sinh thuyết pháp đoạn trừ phiền não tịnh Như Lai trí, quay lại giáo hóa hướng dẫn tất cả thế gian. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, như người cầm tượng vàng đưa đến một nước khác, đem giấu trong vật dơ, bị vứt nơi hoang vắng. Người có thiên nhãn thấy, liền bảo với mọi người, rồi sạch nguyên tượng hiện, lấy làm rất vui mừng. Thiên nhãn ta cũng vậy, quán các chúng sinh kia nghiệp ác phiền não trói, sinh tử đủ khổ đau, là thấy chúng sinh ấy trong vô minh trần cấu, Như Lai tánh không động, không thể bị hủy hoại. Phật đã thấy như vậy, nói với chúng Bồ Tát, phiền não các nghiệp ác che lấp thân tối thắng, cần phải đoạn trừ sạch. Hiện xuất trí Như Lai, trời người trần quỷ thần tất cả đều quy ngưỡng. Là nữa này thì nam, với nhiêu người, với nhiêu có người nữ nghèo hèn xấu xí, vì mọi người chán ghét mà lại đang mang thai quý tử, tương lai đứa bé này sẽ làm bậc thánh dương, dương của bốn thiên hạ. Thế nhưng người đàn bà ấy lại không hay biết, trải qua năm tháng thường làm những việc thấp kém, sinh những ý nghĩ thấp hèn. Như vậy này thì nam, Như Lai quan sát tất cả chúng sinh lưu chuyển trong sinh tử, chịu các khổ đau, nhưng thân lại có Như Lai bảo tạng, khác nào người đàn bà kia có quý tử mà chẳng biết gì. Do đó mà Như Lai thuyết pháp khắp cho chúng sinh. Này thì nam, chứ từ khinh mình, bản thân các người đều có Phật tánh, nếu chịu khó siêng năng diệt các tội lỗi thì sẽ lãnh tọa được danh hiệu Bồ Tát Thế Tôn, hướng dẫn cứu giúp vô lượng chúng sinh. Khi Đức Thế Tôn liền nói kệ, ví như người nữ nghèo, dung mạo rất xấu xí, lại mang thai quý tử sẽ làm chuyện luân vương, bé báu đủ các đức, vua của bốn thiên hạ. Nhưng người nữ không biết nghĩ làm thường thấp kém, ta quán các chúng sinh đau khổ cũng như vậy, thân mang Như Lai tạng mà không tự hay biết. Do đó các Bồ Tát cẩn thận đừng xem kinh Như Lai tạng nơi thân, thường có giúp thế gian nếu siêng năng tu hành, không lâu ngồi đạo tràng, thành đạo của chánh giác, đồ tác vô lượng chúng. Như vậy này thì nam, với như người thọ đúc tượng bằng vàng ròng, sau khi đúc rồi là đặt trên đất, ngoài tuy bị cháy đen nhưng bên trong tượng không đổi, khi đem tượng ra sắc vàng chói sáng. Như vậy này thì nam, Như Lai quán sát tất cả chúng sinh Phật tạng tại thân, cái tướng đầy đủ, qua như vậy rồi thì bị khắp các chúng sinh chỉ nói pháp khiến được trong sáng mát mẻ, dùng trí tuệ kim cương đập phá tan phiền não, mở Phật thân thanh tịnh như lấy tượng vàng ra. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, với những người thợ đúc muôn tượng vàng ròng, người ngu xem bên ngoài chỉ thấy đất cháy sáng, thợ đúc làm nguội đi, mở ra tượng vàng hiện, như bận đã trừ sạch tướng tốt từ hiện bày. Ta dùng Phật nhãn xem thấy chúng sinh như vậy, trong bùn lầy phiền não đều có tánh Như Lai, trao trí tuệ kim cang phá tan mọi phiền não, và bày Như Lai tạng như vàng ròng hiển hiện. Những gì ta xem thấy chỉ có các Bồ Tát, các người khéo thọ trì chuyển hóa các quần sinh.
Lúc này Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Kim Cang Tuệ: Nếu như các hàng xuất gia tại gia thì nam thì nữ nào thọ trì độc tụng bí chép cúng dường vì người khác rộng nói kinh Tạng Như Lai theo công đức đạt được không thể tính lường. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, đâu có Bồ Tát nào vì Phật đạo mà cần hành tinh tấn tu thọ thần thông nhập các tam muội gieo trồng cấp đất cúng dường hàng hà sa chư Phật hiện tại xây dựng hàng hà sa tòa lầu bằng bảy báu cao 10 do tuần mỗi tầng cao 1 do tuần bày giường bày báu lụa trời trải trên vì mỗi vị Phật mà hàng ngày tạo lập hàng hà sa tòa lầu bằng bảy báu dâng lên mỗi Như Lai và chư Bồ Tát cùng đại chúng thanh văn rồi đem việc như vậy mà khắp vì tất cả hàng hà sa chư Phật hiện tại. Như vậy thưa lớp, cho đến hàng hà sa các tòa lầu báu dùng để cúng dường hơn 50 hàng hà sa chư Phật hiện tại và chư Bồ Tát cùng đại chúng thanh văn cho đến vô lượng trăm ngàn ức kiếp. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, nếu như có người ưa thích Bồ Đề thọ trì độc tụng biên chép cúng dường tạng kinh Như Lai, thậm chí chỉ một ví dụ, này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, thì năm này dù phước vô lượng do để gieo trồng các thiện căn ở chư Phật, nhưng nếu so với công đức của thiện nam thiện nữ đạt được thì không bằng 1%, không bằng 1/1000, thậm chí tháng số thí dụ cũng không thể tính đếm. Khi Đức Thế Tôn nói kệ: Nếu người cầu Bồ Đề nghe trì kinh pháp này, biên chép và cúng dường cho đến một câu kệ Tạng Như Lai vi diệu, bỗng chốc phát tùy hỷ nên nghe chánh giáo này, công đức không thể lường. Nếu người cầu Bồ Đề đủ sức thần thông lớn, vô cúng dường chư Phật Bồ Tát chúng thanh văn, số lượng quá hằng xa ước tính không nghĩ bàn, chỉ mỗi một vị Phật xây dựng đài diệu báu, đài cao 10 do tuần, cao rộng 40 dặm, trong bảy giường bảy báu trang trí đủ các loại trải niệm bằng lụa trời, tùy nơi ngồi khác biệt, vô lượng quá hằng xa, dân Phật cùng đại chúng đem những hiến cúng này ngày đêm không ngừng nghỉ, đủ trăm ngàn ức kiếp phước đức đạt như vậy. Người trí nghe kênh này đang trì một thí dụ rồi giải nói cho người phước này hơn người kia cho đến cả toán số, cái dụ chẳng đếm xuể. Chúng sinh nương cậy vào chóng thành đạo vô thượng. Bồ Tát lắng lòng suy Tạng Như Lai sâu xa, biết chúng sinh đều có chóng thành đạo vô thượng. Bây giờ Đức Tôn là bạn Bồ Tát Kim Cang Tuệ, dù từ quá khứ lâu xa vô lượng phổ biên không thể nghĩ bàn, a thân kỳ kiếp lại hơn số lần như vậy, khi đó có một vị Phật hiệu là Thường Phóng Quang Minh Như Lai ứng cúng chế biến tri minh hạnh tốt thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ được ngự trường phố thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, tại sao tên gọi là Thường Phóng Quang Minh? Bản hạnh vị Phật ấy là khi còn ở quá qua vị Bồ Tát giáng trần vào thai mẹ, Thường Phóng ra ánh sáng chiếu suốt ngàn thế giới cho Phật như vi trần trong mười phương. Nói chúng sinh nào thấy được ánh sáng ấy thì đều hoan hỷ, phiền não đều diệt, sắc lực đầy đủ, niệm trí thành tựu đạt được biện tài vô ngại. Nếu các cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh chiếm la vương Atula thấy được ánh sáng này, đều lìa cõi ác được sinh trong hàng trời người. Nếu hàng trời người thấy được ánh sáng này thì với đạo vô thượng đạt được bất thoái chuyển, đủ năm thần thông. Nếu những vị ở bậc bất thoái chuyển thì đều đạt được 50 công đức triền đại la ni của pháp nhẫn vô sinh. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, những quốc độ mà ánh sáng ấy chiếu tới đều nghiêm tịnh như thiên lưu ly, hoàng kim làm giấy để ngăn cách tám đường, và mỗi cây báu hoa quả xâm sơ hương thơm ngào ngạt, gió lành thổi tới phát ra âm thanh vi diệu và nói tam bảo công đức của Bồ Tát căn lực giác đạo thiền định giải thoát. Chúng sinh nào nghe được đều được pháp hỷ, lòng tin và niềm tự vui vững chắc lìa hẳn quả ác. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, tất cả chúng sinh mong đợi ánh sáng ở các cõi trong mười phương kia ngày đêm sáu thời chắp tay cung kính. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, từ khi vị Bồ Tát ở trong thai sinh ra cho đến khi thành Phật Vô Dư Nê Hoàng, từ phóng ra ánh sáng, sau khi Đức Phật nhập Bát Nê Hoàng, tháp thờ xá lợi cũng thường phóng quang, cho nhân duyên đó nên các hàng trời người gọi là Thường Phóng Quang Minh Vương. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, khi Đức Thường Phóng Quang Minh Vương Như Lai ứng cúng đặng chánh giác mới thành Phật, trong Phật Pháp ấy có một vị Bồ Tát tên là Vô Biên Quang cùng với 30 vị Bồ Tát làm quyến thuộc. Vị đại Bồ Tát Vô Biên Quang này ở nơi Đức Phật kia hỏi về tạng kinh Như Lai. Đức Phật ấy vì vị Bồ Tát này mà ngồi một chỗ dễ nói giải trải 30 đại kiếp hồi niệm tất cả chư Bồ Tát. Âm thanh ấy bảo khắp thế giới vi tròn của 10 vị Phật cùng với 100.000 cõi Phật, vì chư Bồ Tát mà dùng vô số nhân duyên 100.000 thí dụ để nói kinh điển đại thừa Như Lai Tạng. Các hàng Bồ Tát nghe nói kinh này thọ trì độc tụng như lời Phật dạy mà tu hành. Trừ 4 vị Bồ Tát ra, những vị khác đều đã thành Phật.
Này Bồ Tát Kim Khang Tuệ, âm trở nên có cái nhìn khác. Vị Bồ Tát phổ biến khoan này chẳng phải là A-xa-đà, chính là ta đây. Bốn vị Bồ Tát chưa thành Phật, đó là Văn Thù Sư Lợi, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí và chính Kim Khang Tuệ ông đấy. Này Bồ Tát Kim Khang Tuệ, tạng kinh Như Lai có khả năng lợi ích rất lớn. Lớn rất lớn, nếu ai nghe được thì đều thành Phật đạo. Khi Đức Thế Tôn nói kệ, quá khứ vô số kiếp, có Phật Quang Minh Vương, thường phóng ánh sáng lớn, chiếu khắp vô lượng cõi, Bồ Tát vô biên quang, khi Phật mới thành đạo. Tôi hỏi kinh Pháp này, Phật vị âm diện nói, nếu ai gặp may mắn, nghe được kinh Pháp này, đều được đắc thành Phật, chỉ trừ bốn Bồ Tát, Văn Thù, Quán Thế Âm, Đại Thế, Kim Cang Tuệ. Bốn vị Bồ Tát này đều từng nghe Pháp này. Kim Cang Tuệ vì họ bậc thần thông đệ nhất, hiệu là vô biên quang, đã từng nghe kinh này. Xưa lúc ta cầu đạo tại Phật Sư Tử Tràng, cũng từng thọ cái này, tu hành theo lời dạy, ta nhờ thiện căn này chống đắc thành Phật đạo. Cho nên các Bồ Tát nên trì nói kinh này, nghe rồi hành như vậy thành Phật như ta nay. Nếu ai trì kinh này, lễ họ như lễ Phật. Nếu ai được kinh này, gọi là Phật Pháp Vương, che chở cho thế gian. Người chư Phật khen ngợi, nếu ai trì kinh này, được gọi là Pháp Vương, là con mắt thế gian, khen ngợi như khen Phật. Bây giờ sau khi Đức Thế Tôn nói kinh này rồi, Kim Cang Tuệ cùng bốn chúng quyến thuộc Bồ Tát hàng trời người Càn Thác Bà, A-tu-la nghe những lời Phật nói đều hoan hỷ tính tọa phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên nên bốn ăn nặng nhất của quả ba đường. Nếu có ai thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, với một báo thân này sanh được quả cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thức Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.